Anh em không uống ạ. Bữa nó liệm xỉu mấy lần luôn. Thì mà còn biết bao giờ mới gặp thôi. Bởi gì? Nó đau quá gì nó ấy thôi chứ em cũng không biết nữa, biết em xỉu là sao cũng biết nữa, tại thấy xỉu quá trời xỉu luôn. Thì sốt quá. Hai vợ chồng xỉu hết. Xỉu chân luôn. Ngàn đời đó, ngàn đời em không nhìn con em nữa được. Về tới đây rồi, tới bến mà. Tới nguyên cái phòng của nó chảnh nè. Nguyên cái phòng của nó chảnh hình của nó, hình cha, hình mẹ. Nó làm nguyên một cái trái tim. Mà TV này nó có cái điểm mà tại mình không hiểu thôi, tại lo đi làm ăn này kia không hiểu thôi. Chứ lúc nào TV nó có cái điểm sẵn rồi. Nó đã đi rồi là nó nói với em một câu nữa là em bây giờ em cảm nghĩ, em ngồi em suy nghĩ, em nhớ. Cái bộ hình nó vừa ra trường, bộ hình trong kia kìa. Bộ hình này nó ra trường. Em mới đi làm, nó thấy qua thấy lại. Đau khổ ha. Cô là bà nội ha. Mà nó qua như vậy con nghe nói mà con còn đau mà cảm ơn. Để ăn không? Cái này hương ướt bỏ cháy chân. Không phải. Ướt là sao? Nó đen. Nó làm nhiều thành tích cho gia đình, cho xã hội. Người làm cái mô hình này nè, nó về cái đầu nó dục ngang, dục ngửa. Thảy qua, thảy lại. Cái đầu em mới... cái em mới thấy thảy về thảy vô thao thế này kia, cái đầu em nói điện lên nói gái ơi, bữa nay cha mà đi bán dây chai được 55.000 mà cha mua cha ghé tiệm mà tiệm cửa mà hình á, cha mua cái khung á 40.000 à, cha làm cho con cha làm đi, cha mà làm treo lên là con nghỉ về luôn á. Trời. Nó nói gì đó mẹ, mà con không có biết thì bữa nay con ngồi con mới biết nè. Con nghĩ vậy luôn đó. Cái đầu hai ba ngày sau nó điện, nó nói sao mẹ ơi, cái gì nghe con biết nghe, cái đồ của con có nhỏ em con của bà chị làm chung á, nó năm nay lên lớp 9 nè, mới lại xin mấy cuốn sổ, mấy cuốn vần, sợ là mua mấy vần nó không có, lại xin ngồi nói chuyện đồ, điện thoại cho nó đặng lấy mấy cuốn vần. Không, để đi mai mốt con gì con lấy đồ của con ở đó là cái gì nha, để yên cho con nghe, đừng ai lục lạo gì luôn nha. Tự nguyên thùng đồ nó chảnh là lại kia, con không có gớ được cái gì của nó luôn đó, sợ đó. Anh giờ con nè. Bây giờ em cũng thanh thản. Con thanh thản đã đi với Phật, tội nghiệp. Ngàn đời không gặp con nữa. Đúng là cái đêm thiệt ha, làm này là có cái đêm. Không, em để trên phòng nó, thì không có để này. Nó không về nữa hả? Nó cha mà làm mà treo lên là con nghỉ vậy luôn đó. Thằng à. Không ngờ cái lời nói là lời nói cuối cùng ha. Giờ lời nói cuối cùng là cha nó không biết. Mình đi ăn không có hành động. Dễ khổ quá. Mình để gì cho em, cho cậu. Thanh thản đi. Ba mẹ thì sẽ cố gắng lên mới phấn đấu lại trả lại nhiều cái mà nói những chuyện mà nói là trời ơi, cha làm gì cha làm nha, mà chưa cha chưa làm gì để mà tội để cho con về trả báo nha. Con đi học cũng kỹ càng nha, đi tiểu đi đồ là đàng hoàng, đi hai ba đứa nha, chứ không có đi một đứa này kia nha. Gái em là nó tâm sự với em là giống như là nó bình thường, nhiều lúc nó không sợ mắc cỡ luôn. Tới lúc mà phụ nữ tới tháng có kinh này kia đau bụng là em xót xa, chứ em hỏi người này người kia, chỉ cái này chỉ cái kia là em là đi làm cho thuốc cái uống liền luôn. Thường dữ vậy. Em nói thiệt luôn đó, em sợ con nó đau đớn, mình sẽ sợ thấy sao mà thấy nó tội gì đâu, nó nằm giọng giật dừ giật dưỡng này kia,
là nói với mẹ đừng mua thuốc tây nghe, để coi làm cái gì cho con uống nha. Tây nó hại người, đang khỏe mạnh như vậy hả, đúng là giấc ngủ là ra đi luôn ha. Buổi tối đó nó có nhắn tin gì về cho dạ, cho có, bạn dạ, có. Trước khi mà lúc không có nhắn tin mà những cái gọi bằng Zalo. Nói sao tối mà đêm nó mất ấy, trước đó nó nói cái gì đó mà nó có nói là điện thoại cha con nói rồi à, điện thoại cha con nói là đi sửa điện thoại này là đang xài nè, cha đi sửa sớm đi để gì 51 rồi nó hư luôn. Rồi nói gì đó cái sao mà quắt ngang đấy, thôi đi cha mệt quá để cha nghỉ nha. Rồi quay lại nó đi điện nói chuyện với Lanh, nó nhắn tin với Lanh là tới 11 giờ. Ô 11 giờ đêm còn nhắn tin hả? Nhắn tin một giờ. Nhắn tin của Hai nữa. À vậy của là nó chưa chưa có bị hả? Ờ đúng rồi. Dạ dạ chưa. Vậy là 11 giờ đêm vẫn còn cáo vẫn còn. Theo em cảm nghĩ nha. Một đêm thì nó nhắn tin cho cô Hai là sáng nó chết á. Ở trên Sài Gòn ngủ là từ giá cỡ 11, 12 giờ. Thì mà theo em như là cảm đoán là biết cái con em là chết là nằm gì cái tầm là 4 giờ chứ không đâu 3 giờ mấy 4 giờ. Thế em nghĩ gì luôn. Bây giờ đang say nhất trong giấc mộng ngủ. Dạ dạ. Say mà chế say mà còn biết chòm mở cửa là gái em là nó biết chứ. À. Vậy là nó biết bữa đó nó mở cửa sổ mà. Cậu còn không biết đừng mở cửa sổ không sao nó biết mở cửa sổ. Cái vấn đề là quán tính mình cứ hợp cửa mình chạy thôi. Ý là mở cửa để chạy đó. Đâu biết mở cửa sổ để thoát. Mở cửa sổ mà mở cửa sổ ra được cái ấy thở ra là. Anh nói vậy cậu với mợ nó cũng một phòng kế bên cũng có phòng riêng cũng có cửa sổ gì mà sao tại anh Sáu thì sao không mở cửa sổ đó. Quá chạy đi ngoài. Tính là cũng không có nghi ngờ là cái khí á. Chắc là nghĩ là ai hạ lốc. Không biết là mở cửa sổ. Lúc đó cũng như là quýnh rồi mà mới cửa đang chạy thôi đó. Mới ngủ của chị thì nó cũng còn xe ke này kia nữa. Bình thường mình bình thường ha, mình ngủ bật đầu dậy mình còn không biết đường chạy mà. Con choáng mình không biết là giờ chỗ này đang đâu. Mà khi mà nó cái khí độc mà nó nghẹt á là giống là nó ụp vô cái là mình không có cứ bất động luôn thì cố gắng một xíu thôi. Tội nhất là cái mà nó chậm mở cửa mà cũng như là nó hóc chết á, chạy chết á. Chết ngay tội cửa là luôn cái đó. Chết mà cái người còn đang vắt vẻo. Cũng như là nó bé này nó biết là cũng như là sống không được nó mới giọt nó chạy. Cái tội rồi. Đau nghe nói tới từ chỗ đó là đau. Cái đó cái mở cửa nó mới đau đó. Dạ đúng rồi. Mở cửa là đau nhất á. Thiệt biết. Cũng như là nó biết nó biết chết. Bởi vì anh thấy vậy là bữa nó về phun miếng nó phèo phèo đó là bữa liệm đó anh thấy không? Ừ, cái sàn liệm là mở ra là trong miệng nhận nó ra trào ra đó. Không có thấy đâu, phun luôn á. Phun luôn hả? Phun phèo phèo vậy nè. Em mới nói con ơi, nói thiệt mới nghĩ nhớ con mình. Con ơi, đừng có phun nữa. Con ngậm miệng đi. Con đừng có phun, con nghe là chào. Con nghe là chào. Trời, nghĩ liền luôn trời. Sao không thấy nghe nó tội sao đó trời. Đầu chảy từ thôi. Vậy lúc đó mà mở cửa được cái nó là mở cửa chạy ra có không được đó, chạy ra là chết ngoài cửa cũng phòng. Như tới lúc đó là cũng như bị ngợp rồi đó, bị ngợp rồi không, có một em thì em nghĩ là chạy ra cửa phòng nằm tà bãi phòng thôi chứ cũng không đi đâu được. Khi mà mở cửa phòng ra là khí ngoài nó hợp vô nhiều hơn nữa, tại vì nó lòn khí từ dưới cửa vô phòng nè. Lúc mà người ta tới mở cửa ta là cái nhà nó hôi lắm mà hả em. Em cũng không rành đó, em đúng không? Lúc đó anh đi xe lên sao? Có một anh bình công ty, ổng kêu xe cho chứ có biết gì, nó giống như khùng, có biết gì. Nhưng mới là hết biết rồi, gia đình dễ gì ai nhớ nữa. Thấy đau nhất là cái nó mở cửa ra ha, mở cửa mà té hay tăng cửa luôn trời. Lúc anh lên đó là lúc anh lên tới đó là dạ con gì chóng gì dạ chóng gì chợ dạ rồi con phải đi chợ với Thành chợ có cơ hội gì chóng không có đi chợ hôm nay đi sang chợ mua đồ gì ăn sao giờ người ta đi giờ còn có hai vợ chồng với một đứa con. Bây giờ niệm Phật thật nhiều cho em. Con đừng có lên ga. Cái ta đề.
rồi đáp. Rồi bác ấy giùm kìa. Nhẹ cái là tại nó làm gì với mình đạp cái nhẹ tại quen xe rồi. Đó. Đá cái chỏ vô kìa, đá cái chân đạp vô kìa thành này. Bé có thêm chiếc xe ghi nữa mà hai ngày nay đưa cho mấy ông anh chạy trong quê chổng này mấy năm trước có người gì chở cho nó mua được chiếc xe nó học giỏi đó nó học bằng khen thì đâu mà chơi đầy nhà đấy thế à, mát mày mát mặt ha cô nó mà đi học phụ huynh là chưa giờ để có thầy cô mà để nói những lời mà cha mẹ đau lòng không bao giờ có thiệt. Em thì nói chung đi làm là không có thời gian mà để nghỉ ngơi mà tiếp cận con đó. Nhờ chăm sóc cô không mượn thầy cô không. Chiếc này trống là đông lắm ha. Giờ này là chuẩn bị rồi. Dạ, chuẩn bị là đến lúc này mấy giờ? Không, chắc này chưa 8 giờ tập đồ tì đồ này kia. Kèn trống đồ. Mày nói ở trên công ty xuống cũng đông lắm ha. Xuống nào 4 5 xe. À 4 xe mấy chục chỗ. Đêm hôm lúc mà chế điện em đó là có mấy anh là tiếp cận lúc mà thời điểm đó vậy luôn. Ông nói mà trời chết trong tim mấy ông đó ông cũng khóc theo nữa rồi mình cũng không biết sao luôn. Bây giờ mình chạy vô trong nó một chút đi rồi chia sẻ cho bà cho người ta coi cái này chiều người ta đấy. Tội là mai mình đưa bé đi. Này là trắng động luôn đó. Cái này là nước ngoài người ta không giới tin đó. Nước ngoài người ta gọi về ta khóc với con đó cô. Dạ. Ta khóc. Người ta không tin làm sao mà xảy ra nông nổi mà 6 người như vậy. Tại sao là như vậy? Nhiều người ta coi khán giả của bên con đó. Người ta khóc mà ta không tin. Có người ta điện người ta khóc hù vậy đó. Gì đó. Ta coi ba nó gì đó. Ta khóc hù, ta nói không khi nào mà chết. Đau đớn như vậy được. Người ta coi còn khóc mà nói chi gia đình của mình. Tụi con nó đi quay nhưng mà đứt cái lòng của ruột ra đứt. Hoàn cảnh đặt vô mình là mình đau lắm. Dạ. Con em nó cũng nói chung là giờ đau thì đau 10 nhưng mà con phải chừa riêng một phần để đặt còn cô bác anh em. Để... Mình còn một đứa con trai nữa. Ở nhà có 4 thành viên à. À, hai phe khổ thân lắm. Trai với mẹ, còn gái với cha, độc vậy đó. Hôm nào giờ em thấy vậy, con gái thì mến cha, mến con cha mà. Mẹ vậy lắm. Bình dữ lắm. Bình cha. Bình cha mà thương cha mà ngược lại cha cũng thương con gái hơn trai. Yeah. Con gái thì nhờ đức cha, trai thì nhờ đức mẹ đó. Yeah. Con gái là cái tiền kiếp. Là cái tiền kiếp đó khi đưa trong Phật nhà Phật hay nói là con gái là người tình kiếp trước của cha. Lúc mà anh lên tới Bình Dương là người ta công an đem bé đi chưa ha, còn để hiện trường đem bé đi rồi mà nhưng là chị là anh thứ sáu ông còn đứa gái đó là gái lớn á con Ngọc đó là điện nói Dương Út ơi. Cô Út ơi, con ký giấy con cho con nhận bé Huy về nhà nha. Sợ đưa xuống nhà xác không à. Sợ đưa xuống nhà xác là dặn là điện mấy anh công an rồi là không nghe, không cho con tôi là xuống nhà xác nha. Bây giờ con tôi không mổ được không? Mấy người đó nó để coi cuối cùng phải mổ. Đúng phải mổ, phải đừng mổ là tốt rồi. Không, ta nó phải bắt buộc. Vì cái này mình mà sao mà cũng có một cái nguồn ở trong gia đình 5-6 người mà hy sinh một người để mổ mà không được ra lấy một cái đó làm thí nghiệm thôi mà không được nha. Không được. Mổ hết. Thì bảo gì tính là hỏi sinh là mổ một người một thay thế hết vậy đó mà sao? Không phải người ta mổ hết, ta điều tra
chứ. Cái luật cái manh mối nó nằm ở đâu đó, người ta không có bỏ sót. Dạ dạ. Tại vì này phải 6 người lần. Dạ dạ. Ồ đau đớn thiệt. Tự nhiên đang ngủ. Chết thì đã rành đi mà còn phải mổ xẻ đau đớn. Cái này là cái bắt buộc của bên ngành chức năng rồi. Mình đang làm sáng tỏ cái sự việc đó còn. Dạ. Đó cho manh mối đâu ra đó. Mình đau làm sao mà chết là không còn người nào luôn nha. Chung một nhà mà không còn người nào nữa. Cái gì để lại bớt chỗ này đi. Lấy. Bớt chỗ này cho anh lấy. Chuyện tới bây giờ luôn mà em cũng chưa nghĩ con em vẫn chết. Ủa rồi con bé mà con của anh kia là không ở chung nhà. Bé lớn. Cha bổ học và đi làm ở ngoài Sài Gòn. Thường thường bổ học ưa thứ bảy chủ nhật về thăm em đó là thăm Bảo Khang á, đưa về đó mà sao bữa đó chắc cũng khiến cái gì đó Bảo Ngọc về. Bảo Ngọc về là bữa đó Bảo Ngọc chết luôn rồi. Chiều về thứ bảy thì sáng chủ nhật có về là còn chết. Còn ông ngoại là đi chung với Thúy Vy lên chảnh. Cha lên chảnh trước nữa. Cha lên chảnh trước nói chung là cha cũng lớn tuổi rồi thì cha anh chế đồ cũng muốn cho cha đi chỗ này chỗ kia để thay thanh thản nha. Để cha nhà buồn gì đó, cha đi chậm trước lên ăn cháo chơi trước rồi xong rồi hôm rồi là cái bữa 24 á, có chị cơm đám dỗ ba này nè, rồi xong rồi chế thứ năm với con gái mới đi, là đúng là Thúy Vy đi tròn một tháng luôn, không có dư ngày giờ luôn trời, công nhận khiến cho trời. Phải ông mà hơn là ông về sớm á. Mấy ông ở lại chơi. Chắc em cũng bị đi luôn đúng không? Ông yếu hơn. Ông lớn tuổi á. Ông yếu hơn. Không, nó nhiều cái sự phải được. Mình không hiểu được luôn nghe.